Kính thưa quý vị, 5 năm một chặng đường phát triển, HDTV luôn được sự quan tâm đặc biệt đến từ các doanh nhân, doanh nghiệp là đối tác, là những người bạn thân của HDTV Việt Nam. Trân trọng kính mời doanh nhân Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch Davila Group, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội lên phát biểu. Trân trọng được kính mời. Kính thưa ông Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Văn Bình, Phó đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa nhà báo Lưu Vinh, Tổng biên tập báo Kinh doanh Pháp luật. Và kính thưa tất cả các nhà báo đã có mặt ngày hôm nay ở đây. Kính thưa tất cả các quý vị doanh nhân, các quý vị đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Tôi trước mắt xin gửi lời chúc sức khỏe, một lời chào năm mới, năm 2019 đến tất cả các quý vị. Sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và có thể nói rằng là hôm ngày hôm nay đến đây dự cái sự kiện này, tôi thật sự là rất là bất ngờ với một không khí cũng như là cái tính chuyên nghiệp trong cái hoạt động tổ chức của HDTV, và chứng tỏ rằng là HDTV đã trưởng thành rất là lớn. Cách đây 5 năm, cá nhân tôi là một người bạn thân của Mạnh Hà thì có trao đổi, chia sẻ, vì tôi là người khởi nghiệp trước Mạnh Hà, nói rằng bây giờ rời đài truyền hình kỹ thuật số VTC thì có thể khởi nghiệp được không, và tôi cũng động viên Mạnh Hà rất là nhiều và đã chứng kiến những cái giai đoạn hết sức là thăng trầm của HDTV và có thể phát triển qua 3 năm đầu tiên và tiến lên, nhưng hôm nay là 5 năm thì tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục cất cánh và trưởng thành. Trong suốt chặng đường vừa qua thì Davila Group đã cũng hợp tác với HDTV sản xuất, hợp tác triển khai một số chương trình truyền hình cũng như là sản xuất một số cái nội dung, trong đó có những chương trình về khuyến học vân vân. Trong chặng đường sắp tới thì chúng tôi hy vọng rằng là cũng sẽ là một cái đối tác để cùng với HDTV cùng nhau cùng phát triển. Về phía Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội thì HDTV Mạnh Hà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là Tổng Giám đốc, là một người con của Thanh Hóa, cũng là một thành viên của Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội. Chúng tôi thường xuyên là cũng tổ chức các hoạt động kết nối, và về phía HDTV Việt Nam cũng hỗ trợ cho hội rất nhiều, đặc biệt là trong năm 2018, đó là trong cái chương trình từ thiện về mưa lũ, tặng quà đợt mưa lũ ở huyện Quan Hóa, HDTV đã hỗ trợ về mặt truyền thông để đảm bảo tính lan tỏa rất lớn, hay là cái sự kiện kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Thì đây, nhân đây thì cũng hết sức là trân trọng cảm ơn lãnh đạo HDTV. Đồng thời là chúng tôi cũng sẽ tạo ra những cái kết nối, tạo ra những giá trị tốt hơn trong thời gian tới. Và cuối cùng, với tư cách là một người bạn, xin chúc mừng Mạnh Hà đã bước đầu, có thể nói là 5 năm một chặng đường mà chúng ta vẫn còn phát triển nữa, và tiếp tục sẽ phát triển và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Hồng Trung, và xin được trân trọng kính mời luật sư Nguyễn Hồng Trung cùng ở lại sân khấu, và xin mời nhà báo Mạnh Hà lên nhận những bó hoa tươi thắm từ luật sư Nguyễn Hồng Trung.